Xin chào các bạn, hôm nay thì cô sẽ review về những từ vựng mà mình đã học vào ngày 25 tháng 5, bao gồm cách phát âm, ngữ nghĩa. Đầu tiên thì mình sẽ có number one, decide, có nghĩa là quyết định. Number two, hashtag, chứng nhất đầu. Number three, mình có let's cộng với một động từ nguyên mẫu có nghĩa là hãy làm gì đó. For example, let's go, có nghĩa là hãy đi. Number four, Laugh, có nghĩa là cười. Number five, cheese, phô mai. Number six, flour, có nghĩa là bột mì. Mình có một cái từ cũng có cách phát âm khá là giống như này, đó là flour, bông hoa. Các bạn nhớ phân biệt được cho cô hai từ này nha. Flour, cách đọc giống nhau nhưng mà cách viết khác nhau. Một từ có nghĩa là bông hoa và một từ có nghĩa là bột mì. Number seven, shelf, cái kệ. Number 8, cupboard, có nghĩa là tủ ly. Number 9, putter, bơ. Number 10, fridge, có nghĩa là tủ lạnh. Mình có một từ cũng có nghĩa là tủ lạnh, nó khá là dài, đó là refrigerator. Nhưng mà các bạn thường sẽ gặp cái từ fridge này nha. Rồi, number 11, Put, có nghĩa là đặt hoặc là để. Number 12, mix, có nghĩa là trộn. Number 13, cook, này có nghĩa, nó sẽ có một là động từ, hai là danh từ. Nếu như động từ thì nó sẽ có nghĩa là nấu ăn, và nếu nó là danh từ thì nó sẽ có nghĩa là người nấu ăn. Number 14, cooker. Cooker này nó là danh từ và nó sẽ có nghĩa là nồi cơm điện. Number 15, wash the floor. Mình có wash tức là lau, là rửa, là chà, vân vân. Nhưng mà wash the floor thì mình sẽ dịch là lau sàn nhà nha. Rồi number 16, sit down, có nghĩa là ngồi xuống. Từ này thì các bạn khá là quen thuộc rồi. Number 18, number 17, breakfast, có nghĩa là bữa sáng. Mình có một ngày thì mình sẽ có ba bữa ăn chính, đó là sáng, trưa và chiều tối, đúng không? Thì mình có breakfast là bữa ăn sáng nè. Mình sẽ có lunch là bữa ăn trưa nè, và dinner là bữa ăn tối. Number 20, arrive, có nghĩa là đến. 21, Inside, thì nó sẽ có nghĩa là bên trong. Và trái ngược với inside, mình sẽ có từ outside, bên ngoài, outside. Number 23, flight, nó sẽ có nghĩa là chuyến bay. Number 24, bake. Rồi, bake là động từ nướng trong nướng bánh đó. Bake a cake, nướng một cái bánh. Rồi, number 25, twice a month, hai lần một tháng. Number 26, take care of, có nghĩa là chăm sóc hoặc là trông nom. Number 27, write. Trước giờ mình học write, động từ có nghĩa là viết, nhưng mà write còn có nghĩa là viết thư nữa nha các bạn. Rồi, number 28, help, có nghĩa là giúp đỡ, nó là một động từ thường. Number 29, husband, là chồng, và trái nghĩa với chồng thì mình sẽ có một từ nữa là wife, có nghĩa là vợ. Number 31, free, mình có nghĩa là rảnh rỗi, mình có cái cụm từ free time, tức là thời gian rảnh đó mấy bạn. Rồi, như vậy là mình đã xong 31 từ và mình đã học vào ngày 25 tháng 5. Các bạn nhớ xem video này và ôn tập nha.